好，可能回答，你会因为广告去买东西吗？广告牌浪费也广告嘛，你不多一方，你会因为广告去买东西吗？回方。比起跟去广告买东西，我更喜欢去商店买，因为我可以选择我喜欢的，我喜欢的颜色，或者样子，另外质量也比广告上更好的。就是我们去商店的时候，我们可以试试，对吧？我们可以试试，比如是衣服，我们可以试，我们可以，知道质量怎么样，对吧？是在广告，我们没看到也没摸到，我们不知道那个产品质量怎么样。我们可以去商店去试试，然后选，然后买回去。那嘉欣，你会因为广告买东西吗？对我来说，我会因为广告去买东西。为什么？前去买东西前后，我会看评论，我会看评论。我们再往，可以，其实广告不是，不可以看评论吧？比如，你看可这个以，有一个广告，对吧？这个有一个广告，然后你看到这道菜，哇，我好想吃啊，好好吃！然后我们去那个饭店吃饭，然后比如说这里广告买卖衣服的服装。然后你觉得很好看，然后你会买吗？我觉得可以，我上网看抖音，会有广告，下面有很多评论。对，在抖音上，就下面可以看到他们的评论，对吧？但是。你怎么知道那些评论是真的呀？那些评论如果是假的怎么办？是也是广告，你是他们广告，他们打的评论。对的，我知道，但是我有相信。对，就是喜欢就买，我喜欢我就买。如果是质量不好，我们可以退，对吧？退货。但是在上网买东西有很多打折。所以我觉得买有打折活动，有很可多打以。折活动。咁到你呢？因为要龙还要打折活动，有很多打折活动，所可以以我便觉宜很多。得，是的，比商所以店比商店。所便以我宜觉多得了。可以买。便宜多了。如果不喜欢的话，我们可以退了，展开，不怕，对吧？好，然后呢，宝鑫怎么样？你会因为广告去买东西吗？我不一定会买东西，因为广告。我em đọc nguyên câu này thì em đừng đảo lộn, tại vì đảo lộn sai á.
我会因为广告去买东西。因为我觉得，东西的质量不好。不会还是会？你呀。不会还是会？你不会因为广告去买东西，还是你会因为广告去买东你西？啊，我不会。不会。Ý là em không biết nói giải thích như thế nào cô. Sao em nói sao? Ý là kiểu nếu mà quảng cáo thì nó sẽ nhờ Quảng cáo một làm người nổi sao? tiếng nào đó, một người nổi tiếng nào đó quảng cáo tung tân cái sản phẩm nó lên thì nó em nghĩ nó sẽ không tốt. Oh, ok. Cái người quảng cáo mình có từ tài diễn dẫn đại ngôn, mấy bạn mà follow follow mấy cái page showbiz thì các bạn showbiz thì các bạn sẽ biết tới từ đại ngôn tài diễn dẫn ha, từ phát ngôn,因为他们的代言人都是明星、明灯啊、歌手、歌手或者演员，有名的演员啊，然后他们说好的方面，他们只说好的方面，而不会说不好的。那个广告就是会说好的，但是有一些东西，比如是牛奶呀、啊，比如说矿泉水呀、啊，绿苏呀，就如果是请一位代言人，明星当代言人，那质量会不好吗？日常用品，应该用很爱。你觉得是因为他们的代言人是明星，所以质量不好？还是说，所有品牌，你看，有明星当代言人，你都不会买。小心。小心。Dạ, em không hiểu. Hả? Cô nói khó quá thì các bạn không hiểu mà cô nói nha. Tại vì cái câu của em căn bản giờ cô nói đơn giản, cô cũng biết nói thì sao nữa. Câu của em đưa cho cô giờ nói đơn giản nhất thì kiểu, đơn giản nhất thì kiểu như là chất lượng không tốt, hoặc quảng cáo thì chất lượng không tốt, được ba. Tham ơn quảng cáo, chứ sư tham ơn chữ số hậu đó. Còn họ chỉ nói tốt, chữ số hậu đó. Tham ơn phụ huynh số phụ hậu đó. Câu này hiểu không? Tham ơn chữ số hậu, tham ơn phụ huynh số hậu, phụ hậu. Câu này mà không nghe gì không hiểu nữa, chắc em xuống hát cả bài em học quá bảo ha. Tham ơn sự khoe bu hậu gì cô? Cái người mà người ta quảng cáo ấy, họ chỉ nói điểm tốt của sản phẩm thôi, họ không có nói cái điểm xấu. Dạ. Tiếp theo. Thêm bạn nữa ha. Ý nào? Nghĩ hồi yêu quảng cáo chứ mà tung xì mà. Dù sự hô của huy nguyên quảng cao mãi chỉ mãi công ty ý quên đi有的时候会去买，有的时候我不会买，对吧？对的，什么呢？因为有时候广告商他们有打折，我就会考虑一下，如果觉得质量好或者我喜欢。我就
买的。好，如还果是看自己喜欢不喜欢那个东西，对吧？还有打折的，这个有还是打有折，打折，对，广告，然后还有打折活动，对吧？对的。那就买就很划算，你感觉都划算哈，可以，划算可以。từ hồi không biết các bạn miền Bắc nghe hiểu không, miền Nam nó có cái từ hồi họ tớ rồi bài tập về nhà của các bạn đó là các bạn quay video nói cho cô cái chủ đề này ha, bị chào tại网上 hứa sử thị tiền bài tốn gì sử thị tiền sử thị là cái thực thể tức là cái cửa hàng offline,网上với lại sử thị tiền ha, bị chào một xa. Nghĩ mãi tu xin nghĩ trốn, quảng sang hứa trốn, sử thị tiên mãi tu xin, yếu sở mơ, chinh lị, đó là cái sự trải nghiệm của em, ha, sự trải nghiệm của em như thế nào, em có thể chia sẻ. Nhà làm cho cô ha. Chùa Bảo Hân với lại Bảo Long nhớ quay video nói ha. Cô không có lấy cái video của các bạn làm gì đâu, nhưng mà các bạn hiểu cái ý nghĩa của cái việc quay video nó là gì không? Trước khi quay được một cái bài nói, một bài thuyết trình ấy, là các em phải viết viết ra, các em phải học thuộc, các em phải ngồi đối diện với cái máy quay và các bạn quay quay chắc đâu đó tầm 50 lần mới quay xong. Chính cái quá trình lặp đi lặp lại của cái việc này nè nó mới giúp các em nhớ bài ha. Chứ cô lấy cái video đó bạn làm gì? Thì quay đi ha. Tiếp theo nào, giao chuyện là mời. Mời ai đó, cộng với động từ. Mời ai đó làm gì đó, đọc cho cô câu này nào. Phan Yên đọc cho cô câu này.我要请老师来我家参加同学聚会。好邀的请呢，不管邀请，邀请。我要请老师来我家参加同学聚会。都没提早领下队，聊不了。好。Tiếp theo葡萄là nho, chú ý葡萄 thảo thanh nhẹ ha. Rồi đọc cho cô câu đầu tiên nè, cha sư.6个月这种葡萄酒一共卖了多少？tháng này cái loại rượu nho này tổng cộng bán được bao nhiêu? Hảo. Câu số 2 nào, cô mời bạn Hải Yến.这些水果啊，是我从重庆的呀，新疆当哥，从新疆啊带回来，还有葡萄干，你花果来啦，都拿từ Tân Cương đến còn có táo khô nữa. ấy là về hả? Mang về. Hả, câu số 3 nào, cô mời bạn bỏ lố. Chưa bù tao chưa xua bù thảo xoan. Nếu không ăn được nho thì nó là nho chua. Thì không nói mình ăn được nho thì mình chê nho chua, mọi người hiểu câu này không? Lấy cho cô cái ví dụ, câu này nó kiểu nó bắt nguồn từ cái việc con hồ ly cái chùm nho nó cao, con hồ ly nó muốn ăn cái chùm nho đó nhưng mà nó ăn tới nó với không tới, cái nó kêu ê có gì ngon đâu, nho chua lét ăn gì đó, xong bỏ đi. Ta cái thái độ chưa bù tao chưa xua葡萄酸, mình không sở hữu được nó cái mình chê. Đó. Chị theo nào, sắp xếp câu này cho cô nào.
我最爱喝的果汁是葡萄汁。Hảo, tôi thích uống nước ép nho nhất. Tiếp theo là y su, nghệ thuật. Y su thì lượng từ nó là mẫn. Mẫn là môn, một môn nghệ thuật. Cái này đọc là mẫn ha. Hảo. Y su tuy của mình từ sống của phi thẳng trung giàu. Nghệ thuật đối với cuộc sống của chúng ta rất là quan trọng. Chỗ này có đánh thiếu đi, chấm. A tùy B dần là dạng cấu trúc đối với ha. A tùy B dần là dạng cấu trúc A. Cái gì đó B như thế nào đó thì tiếng Trung rất là nhiều. A hứa B dần là dạng của hứa ma mà. Đây bà. Kênh. Mai mốt mình có từ lý. Lý hình như lớp mình học chưa ta? Lý là cách. Lý và A cách B như thế nào? Ví dụ như của cha lý xuyên xeo ủ cung lý. Chẳng hạn nhà tôi cách. Chứ xem vô công lý. Bây giờ mình xuất hiện từ tùy. Y sư tùy của mình từ sống của phép thẳng trung giao. Có trúc tùy ha. Cũng là A tùy B chẳng mấy nhau. Hào câu số 2 nào. Cô mời bạn Hương nào. Hương Nghiêm nào. Hương Nghiêm đọc bài nào. Hương Nghiêm đọc bài nè. Cô mời bạn Hờ xin đọc bài nè, đọc câu 2 nè. Chờ từ tiên nhìn y sô chế dạ. Chế dạ. Dạ sủ. Dạ sủy. Dạ sủy hơi tại Bắc Kinh chỉ xỉnh. Liên hoan phim và nghệ thuật này có thể được tổ chức ở Bắc Kinh. Thế ta. Tiếp theo câu số 3 nào, cô mời bạn ý nào. Giao trình sư y mẫn y sư hở sử lý mau tờ giao trình phong phà huy sử rấn hấn nán. Chuyện chế, cử chế. Giao chiến phong phá bố chân. Bố chân chuyện. Bố chân chuyện. Chớ. Chớ huy. Chớ rần bố rống y. Chế sâu. Mời một nghệ thuật, một nhà nghệ thuật. Mời cũng là một môn nghệ thuật. Môn nghệ thuật. Có phù hợp. Phù hợp. Lịch sử, cái phương pháp. Cái phương pháp mời. Phù hợp, lịch sử. Sẽ khiến cho người ta khó từ chối. Nó chỉ phong tỏa phương pháp mời. Mời không trong chuyện không đúng. Đúng thì sẽ không dễ dàng đồng ý. Chấp nhận. Quảng cáo. Cô mời bạn Phương Anh nào, Phương Yên đọc đoạn này ta, lần đầu tiên hay dài. Hiện tại tôi rất少 hiện tại tôi rất少 看电视, 集中一个原因是广告太多了, 不管什么时间, 也不管什么节目, 只要你打开电视, 总能看到那么多的广告, 浪费我的时间。Bây giờ thì tôi rất là ít xem TV. Một trong số những nguyên nhân đấy chính là có quá là nhiều quảng cáo, bất kể lúc nào thì bất kể chương trình gì bật TV lên là sẽ thấy những cái quảng cáo như vậy, rất là lãng phí thời gian của tôi.
Thì câu số 2 nào, ý nào, ý nào cho cô nào. Tin số nì ta sẽ ơ nền chỉ tờ sơ hô chêu khai sở chai quảng cao công sư công tố lờ. Nghe nói năm 2 đại học là bạn đã bắt đầu ở công ty quảng cáo làm việc rồi. Câu số 3 nào. Có xin, có không? Quảng cao yếu là yếu tùa, chi hô vũ trù bù tài. Là ngày càng có nhiều quảng cáo hầu như là ở khắp mọi nơi. Vũ trù bù tài, trù ở đây là nơi chốn, trù ở đây là thi phòng. Vũ là vô. Hai lòng phủ định là khẳng định. Tức là mọi nơi đều có. Khắp mọi nơi đều có. Vậy tỏ mùi vị. Mùi vị nó có thể là mình một món ăn nào đó. Hoặc là mình hửi thấy cái mùi gì đó ở trong phòng có cái mùi gì đó nó cũng là vậy tỏ. Chí tu tu vậy tỏ. Mùi vị đố kỵ. Chí tu đố kỵ. Cũng mình cũng có thể dùng từ vậy tỏ mùi vị. Hoài Phong đọc cho cô câu 1 nè. À, chỗ vị tỏ ở chi khủ yêu là răng rấn bù su phụ. Cái vị này vừa đắng vừa cay nên làm cho người khác cảm thấy là không thoải mái. Có hai nào có người bỏ lúng. 这里有什么奇怪的味道? Chân ảnh quẩn. Ở nhà có mùi gì kỳ không? Nó thật là tệ. Rồi. Thầy Nguyên, thầy Ý, đọc cho cô ba nè. Thái liền, à thái liền lý, thái liền lý hiểu y chủ. Y chủ. Chí tu, chí tu. Chí tu tạo quen tao. Đố kỵ. Trong mắt của anh ấy có một loại đố kỵ. Một loại mùi vị đố kỵ. Chỉ tu đủ về cả. Ưu điểm là ưu điểm. Vậy thì chưa điểm là gì? Khuyết điểm. Chưa điểm, khuyết điểm. Rồi, ok. Thời gian quản lý. Quản lý thời gian, chia sẻ chủ động, tích cực chủ động, chú khổ nài lão, chịu thương chịu khó, cô thông năng lý chẳng, cái khả năng mà giao tiếp tốt, chia sẻ năng lý chẳng, khả năng học tập tốt, những cái này nó gọi là những cái ưu điểm ha, ví dụ như vậy. Cô chỉ chưa, ủy công cùng chỉ chưa xong bị, với so với xe buýt. Xong bị nó phải so sánh với xe buýt đi thì tàu điện ngầm duy đà tờ yếu điện chứ sự cũng hơi đủ chưa cái tàu điện ngầm ưu điện lớn nhất của nó là không kẹt xe. Mỗi cơ nhân đều có tự chỉ tờ ưu điện và khuyết điện, mỗi người thì đều có cái ưu điện với lại cái khuyết điểm của bản thân ha. Thì tờ ưu điện và khuyết điện là gì mà có thể phân tích một chút không? Cha xin,你的优点和缺点是什么？你的优点是什么？缺嘉欣，我不知道，我还没想完。还没想好。Không phải hai mấy sẵn quán mà là hai mấy sẵn họ. Có hai mấy sẵn họ. Hải Yên, bị tớ ưu điểm và chưa điểm sư sẵn mà? Có thể phân sẵn sàng mà?
我会努力完成啊，工作如果有困难，你我可以啊，跟同事啊，帮同事跟我分享，帮同事跟同事帮我交工作，然后完成工作。然后啊，还有，但是我的缺点是。ngại ngùng ấy, ngại ngùng mà từ gì ạ? Hai siêu. Hai siêu. Hai siêu. Siêu của tại yêu điện sư à? Bị treo hai siêu khá là. Bị treo hai siêu của với gì? Đó. Đứng trước đông người ấy thì thường kiểu ngại ngùng với lại đỏ mặt nhá. Sợ khổng. Cô gọi từ đó như thế luôn. Sợ tức là sợ hội xã hội, khổng tức là sợ, khổng pa. Chứ sợ pa sợ hội. Sợ khổng à? Sợ khổng. Còn trái nghĩa với sợ khổng đó là sợ nhiều. Níu là trâu bò, sưa là xã hội, sưa huy, sưa níu. Chắc là người giao tiếp tốt. Thì dạng gì trước đám đông? Sưa khủng, bố sư có sưa khủng. Tại hạ, tại hẳn thú rừng tôi biên chiến chẳng hoa. Ừ. Sao hôn nó? Phong yên, nhỉ được yếu điểm hơn chết điểm sẽ mơ. Ừ. Tôi thấy là yếu điểm chứ. Yêu thân của yêu. Yêu điểm. Tôi thấy là yếu điểm. Không phải chứ yêu sư. Mà yêu. Em sai thân. Yêu. Yêu. Yêu điểm. Vậy. Yêu điểm. Ờ, tôi thấy là tôi có ưu điểm chứ sư tôi sư hẳn kiên trì tự nhiên ý tiên quyết định là mục tiêu của tôi sẽ nỗ lực hoàn thành nó. Ý tàn. Ý tàn không phải ý tình. Ý tàn. Ý tàn. Chuyện tình không phải chuyện tình. Chuyện tình. Ý tàn. Chuyện tình. Chuyện tình chứ không phải chuyện tình. Chuyện tình quyết định. Chuyện tình là em khẳng định luôn. Chuyện tình khẳng định luôn. Chuyện tình. 自己的目标就努力完成自己的目标，对吧？ 好，很好。 那你的优缺点呢？ 你的优点呢？ 你的缺点呢？ 点优点呢？ 缺点呢？ 放映。 Em đang loát binh. Em có thể nói một cái dễ thôi. Tại vì cái quan việc nói ấy, các bạn phải lựa cái ý dễ chứ không phải là lựa cái ý thật. Ý thật của em là em không biết nói. Giống như này bé Hân á, nó suy nghĩ tiếng Việt. Cái suy nghĩ tiếng Việt mà suy nghĩ khó quá, nó không biết nói. Không có trả lời những cái mình muốn trả lời mà trả lời những cái mình có thể trả lời được. Wow. 我觉得我缺点是，我经常发脾气。我脾气不好。
我的缺点就是我脾气不好。对的，我脾气不好。那既然发脾气，遇到不顺利的事情，不顺利的事情，我会发脾气。thế ra câu này á đó là cái câu hồi xưa mà phỏng vấn chị phỏng vấn thạc sĩ người ta cô hỏi chị lúc đó chị trả lời giống ý Phương Anh nhỉ trả lời ưu điểm giống Phương Anh kiên trì và khi đã xác định mục tiêu thì sẽ cố gắng làm còn khuyết điểm của chị đó là chị làm việc hơi chậm chị làm việc chậm chậm từ từ à. Chị Chứ chi là thực tế ha. Rồi chi thực tế nó là danh từ. À, ví dụ như là thực tế tức là thực tại ấy. Nó không có phải là cái ảo ma Canada. Nó là cái thực tại. Thu lý sử chi tức là rời xa thực tế. À, phù hợp sử chi phù hợp với thực tế. Cụ sử chi cụ đúng từ trao cụ. Trao cụ là quan tâm chăm sóc đúng không? Cụ tức là không quan tâm, không để ý tới thực tế. Làm những chuyện hoang đường không? Ví dụ, cho nên mình xuất chi hòa in cái liên xì sử chi. Các bạn mà lên kế hoạch thì nên liên hệ với thực tế một xí, đừng có lên cái kế hoạch hoang đường, không có khả năng thực hiện. Sử chi nó cũng có tính chắc dùng tính từ, với mang nghĩa là thực tế cụ thể, sử chi cái gì đó ha. Ví dụ sử chi cung chùa là công việc thực tế, bình thường mình ngồi trên trường đại học của mình chỉ học lý thuyết thôi, mình không có được chùa sử chỉ cúng chùa thì là rồi đọc cho cô hai câu này nè cô người bạn Hoài Phương听说你大学2年级的时候就开始在广告公司工作了，这样做不会影响你的学习吗？nghe nói là lúc bắt đầu lên năm 2 đại học bạn đã đi làm ở công ty quảng cáo rồi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập của bạn chứ? Sử chi công chúa nâng răng của cần léo xẻ su bệnh sang tơ chư sự tôi cho rằng là sẽ không. Công việc thực tế có thể giúp tôi có thể làm cho tôi càng hiểu rõ những cái kiến thức ở trên sách. Sử chi khi nó là vào từ thì mình sẽ thêm chữ sang vào sử chi sang để chỉ sự vật hay tình huống tồn tại khách quan nó được dịch là trên thực tế. Trên thực tế là ở phía trước nó có một cái mệnh đề mình nói ABCD nói hư nói vượng cái gì đó sau đó mình quay xe từ quay xe mình nói trên thực tế là như thế nào đó thì các bạn đưa ra cái ý chứ trên thực tế ha ví dụ cho sự biểu đến tùy nghĩ họ nghĩ thể xem tùy biểu đến họ muốn người khác đối với bạn tốt thì các bạn phải đó trước tiên các bạn phải đối với người khác tốt cái đã nhưng trên thực tế quay xe này đưa ra ý kiến thực tế rất là nhiều người làm không được cái điểm này đặt cho cô câu hai nè follow Ở quảng cáo chữ hay chia sao nhiều tiền chưa phụ hay xua hát ta chia tiền ở sử chi sang hận thu đông si binh bù sang quảng cáo sang xua đi nam mơ ở đi nam mơ hảo ở sử dị phụ nữ quản chuyển xin quảng cáo. Tiền ở đây tiền nó bổ nghĩa cho từ phụ nhấn mạnh ha quảng cáo sang mình đọc như thế này em ha quảng cáo sang xua tờ là dạng họ chứ không phải là quảng cáo phải sang xua ti là dạng họ thì em đọc như vậy người ta không hiểu đâu ha họ thư vựng mấy thư vựng này nè các bạn trả lời nhìn rồi làm ha cái này là thư vựng gì Phú Thọ. Thế, của họ.
Bên này. Chính xác. Chính xác. Cái gì? Đánh giá ấy ạ. Giao trình phố thọ, y sư, quảng cao, vệ tạo, yêu tiện, sử chi. Mình chỉ dùng những từ này thôi. Mình chỉ dùng những từ này thôi. Thì nó là từ gì? Vô tiền á. Xem sao. Rồi sẽ theo cái hình này. Di su. Không phải, chưa đúng. Sử chỉ. Thì sử chỉ. Ở trong cái cánh cửa. Một cái thế giới đẹp đẽ như thế này. Nhưng mà sử chỉ sao? Thì không được đẹp cho lắm. Hình này. Giao trình. Hình này. Y sư. Hình này. Vị đạo. Hình này. Quảng cáo. Ok. Rồi tiếp theo hôm nay mình điền những cái bài tập này. Bài tập cho cô ha. Sẽ về nhà làm đi rồi. Về nhà làm cho cô ha. Để tiết kiệm thời gian để trên lớp mình học. Thì cái bài tập là sắp bài tập các bạn về nhà các bạn nhật ra làm ha. Rồi, Lý Trinh và Hoàng Trinh tại chợ sư mải lì u. Lý Tiến với lại Vương Tịnh mua mua quà ở siêu thị. Đọc cho cô những câu hỏi này nè. Hay nha. Hoàng Trinh và Lý Trinh đã xoa gửi Lý Lão Sư mải sớm mở lì u. Vương Tịnh với Lý Tiến dự định sẽ mua quà gì tặng Lý tặng thầy giáo Lý ạ? Quán Trinh quay sớm mơ chế tạo chưa chủ của chùa quay sớm mơ bù nồng quán chuyển na xem xin quả cao Vương Tịnh tại sao lại cảm thấy cái loại này thì không tồi mà tại sao lại không thể hoàn toàn tin vào quảng cáo ạ? Ok. Cái bài ha. Lý Lão Sư 邀请咱们去他家做客, 给他带点什么礼物好呢? 他很喜欢葡萄酒, 我们就给他买两瓶葡萄酒吧。 可是这里有这么多种, 你知道哪种好吗? 觉得这种不错, 你看, 酒瓶做的都这么艺术, 而且电视上经常有它的广告。 我想味道应该不错。广告只会介绍优点，却不会说它的缺点。实际上，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。你说的也对。李老师邀请咱们去他家做客，给他带点什么礼物好呢？ 他很喜欢葡萄酒，我们就给他买两瓶葡萄酒吧。可是这里有这么多种，你知道哪种好吗？ 我觉得这种不错，你看他酒瓶做的都这么艺术，而且电视上经常有他的广告，我想味道应该不错。广告只会介绍优点，却不会说他的缺点。 实际上，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。这 OK 整理结果了。王静和李静打算给李老师买什么礼物？ 王庆和李信打算给李老师两瓶葡萄酒。葡萄。葡萄酒。
那王静为什么觉得这种不错？王静为什么觉得这种不错？为什么？为什么不错？我觉得这种不错，我在哪？不错，有点亮。Alo, đọc cũng không đọc được hả? Cô đã chỉ ra luôn rồi đó. Quảng Trinh chế tơ rất đọng bụt chua. Nhưng quay thà chiếu bình chua tơ đâu trơ mơ y su. Ở chế tiên sư sang chinh trắng yếu thà tức quảng cao. Chế xuyên quay tàu y ca bụt chua. Rồi tiếp theo, vì sao không nên hoàn toàn tin vào quảng cáo? Tại sao không nên hoàn toàn tin vào quảng cáo? Vì quảng cáo chỉ hội giới thiệu ưu điểm, chứ không hội nói nó là khuyết điểm. Ok. Ưu hả? Không phải ưu hả? Lớp mình hay trai thành tinh bột tinh bún, tinh bún tinh bột. Thật đó, đọc bài được cô nào cũng mời bằng Phương Nghiêm, em có bật mic từ không Hương? Hôm nay cô nghe thấy tiếng em nói. Nghe được chưa? Được. Phương Nghiêm với lại bạn Ý đọc bài này cho cô nào. Lý giáo sư giao tỉnh chán mân truy tha theo chua cửa. Cái ta tai tiện sẵn mơ lì u khảo nơ. Ta hẳn xì hoan phú thảo chiều. Wà mần chiều kì ta mài lèng phiến phú thảo chiều bà. Khở sư chơ lì dẫu chơ mơ tua trụng. Tua trụng. Nì chư tao ná trụng khảo mơ. 我觉得这种不错，你看他酒瓶做得很，做得都这么艺术，而且电视上经常有他的广告，我想味道应该不错。广告只会介绍优点，却不会说他的缺点，实际上很多东西，很多东西并不像广告上说的那么好，所以不能完全相信广告。你说的也对。好。OK, bài này OK không cả lớp? Thì nó không hiểu không? Và xin hiểu không em? Dạ hiểu cô. Rồi hiểu làm cái câu này cho cô nào. Hoàng Jin giao chỉnh Lý Jin. Lý lão sư lại tha gia zô khờ. Tua, in way Lý lão sư giao chỉnh Lý Jin và Wang Jin. Dạ, rồi họ tham mân chi mai lý u. Đại lý u, xung kể Lý lão sư, đúng không? Quảng cáo chia sẻ ưu điểm, bình chia sẻ khuyết điểm. Em làm không đó cô? Tôi đây đâu mà đây, đây đâu mà đây, cú huê, huê số ta thật chưa tiện ha.
Tiếng ở đây là và. Là giới thiệu viết đến. Câu số 3 nào. Tha mình cụ sang xin quảng cáo. Tùy. Đây là mặt. Tùy. Tha mình sang xin quảng cáo. Yên vệ chờ mơ. Tha mình chờ tớ hẳn bụ thuộc đúng bà. Chiều biến hẳn y chù. Ấn chỉ ở mặt khác. Điện sử sẵn chính sẵn yếu tha tờ quảng cáo. Có thể vệ tạo. Yên cài bụ thuộc. Rằng hô tha mình chế định mái 2 pính bụ thuộc chiều. Đúng bà. Yeah，相信还是不相信？相信还是不相信？嗯，王静就是相信，对吧？那李静呢？李静不想。李静不相信，对吧？不相信广告。李静说，广告只会介绍缺点，却不会说他的，广告只会介绍优点，却不会说他的。 缺点对吧？嗯，然后王静的态度是怎样？然后王静的态度怎样？嗯，然后王静还是觉得。 广告好还是广告不好？不好。嗯，啊对，高部分不好，对吧？然后后来，他们葡萄酒那2瓶葡萄酒，嗯，他买回来了吗？还是不买？就是。 就是李老师邀请他来李老师家做客，对吧？然后他们带2瓶啤酒，2瓶葡萄酒给李老师。那最终他们买到葡萄酒了吗？不共挺好，刚摸，摸给葡萄酒，我看。 他们问他们了，最后他们有没有买？不知道，课本上没说，就把个问号没说不知道。好，然后问他别他考虑心理。 考虑放偶人地方时间，考虑，比如你有来，如果我去旅游的话，会先考虑去北京。原因嘛，都是有了，得决定都是预定考虑北京、西安这2个城市。嗯，我们考虑一下谁去合适，就问询一下，就爱这些符合谁有来了，有往北京的那个地方。 有时间考虑时间，再跟我们高明有没有考虑的时间呢？考虑时间哪里呢？就是你，không biết là nên đi vào buổi sáng hay là đi vào buổi chiều，nói一下。 嗯，我考虑，我应该，上午去还是下午去？嗯，好，对，怎么了？今天要标准。 Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn, từ này là từ Hán Việt khác, tên là tiêu chuẩn là chuẩn. Chẩm mơ tiêu chuẩn, tiêu chuẩn, chẩm mơ tiêu chuẩn. Nam phòng yêu, chào nam phòng yêu từ tiêu chuẩn. Nghĩa là gì? Nam phòng yêu từ tiêu chuẩn chứ chẩm mơ.
你男朋友的标准是什么？夏欣，你男朋友的标准是什么？比我高。然后呢？多大？比我聪明。多大？你喜欢男朋友是多大？比我多二三四八都可以。两三岁，两三岁或者四岁都可以，比你大几岁，对吧？对的。样子，样了样，样得很样，样子的样子，爱到的样子，高兴的样子，吃惊的样子，痛苦的样子，样得爱到，样得不白，样得ngạc nhiên，样得đau khổ。有那件衣服的样子很好看，衣服的样子的là cái dáng vẻ của cái y phục, tức là cái kiểu dáng, cái kiểu dáng đồ đẹp. Tiếp theo niên lính là tuổi tác nhân từ hả? Dùng cho rắn, động chủ u, động vật thực vật mình cũng dùng từ niên lính cũng được ha. Học cho cô câu hai câu này nào. Cô mời bạn Hải Nhiên nào. Hải Nhiên là cô phụ ha. Chưa. Chưa của sụ tờ niên lĩnh. Chưa cơ sụ. Chưa cơ sụ. Chưa cơ sụ tờ niên lĩnh nha. Chưa cơ su tận niên lính nỉ chứ tao pha. Tha tô ta niên lính nữa. Cái tuổi của cái cây này thì bạn có biết không? Mà anh ấy thì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Thường từ của su khơ, trở khơ su. Mấy cái từ mình vừa học nè. Khảo lùi. Khảo lùi, the next. Lang phê. Lang phê. The next. Giang tử. Giang về con mèo này thật là kỳ quặc. Hôm nay. Tiêu chuẩn, ha? Tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn phải chính xác. The next. Niên lĩnh. Trời, tiêu chuẩn. Hôm nay mình có tiêu chuẩn ha. Chuẩn sử, chuẩn bị, tiêu tiêu chuẩn. Chuẩn sử là đúng giờ. Chuẩn bị là chuẩn bị. Tiêu chuẩn là tiêu chuẩn ha. Chuẩn là chuẩn. Tháng Việt là chuẩn ha. Đọc cho cô hai câu này nè. Cô mời bạn Hương nè. Minh thiên chào sang ba tiền ban chai xin chai tung mân chien tung mân chai tung mân chien bia chu tao lơ chu tao ba phang xin ba vui tinh chuẩn chu tao sau ý tinh chuẩn sử đạo. Tiếp theo câu này nè. Bà lốn đọc cho cô nè. Hồng sở mân chân trai trao sư lý xuế sĩ ở chụp mê xe sinh chữ. Sinh chữ tơ khảo sư ban chẳng chẳng bảo xin lại ta sân xua. Cao su ta, cao su ta chia di cơ hảo sinh sĩ.
那好消息和一个坏消息，好消息是需要星期不考试了，坏消息是需要星期的考试改到今天了。เอาเราจะกลับบ้านนะบางเอ๊ะนะอ๋อ幸福的标准是不同的有人觉得有房子和汽车就是幸福有人认为找到真正的爱情就是幸福嗯好Vậy bài tập lớn về nhà làm cho cô ha. Tiếp theo, tùy trong nhân giống lại xua để diễn tả. Ý nhìn nhận vấn đề từ góc độ nào đó. Ok, bình thường mình sẽ hay nói tiêu của lại xua, đúng không? Tức là diễn tả ý nhận vấn đề từ góc độ riêng của mình. Góc độ riêng của bạn. Ngoài ra, cô có thể tùy ý cơ địa rình lại xua. Trên góc độ là một người phụ nữ thì... họ có ý kiến, họ có nhìn nhận như thế nào? Tùy ý thiếu sở dữ lại xua. Đối với một cái con cá nhỏ mà nói đó là cái nhìn nhận vấn đề từ góc độ của một con cá nhỏ. Đó. Rồi, đọc cho cô 1 nè. Cô mời bạn nào đây? Học sinh. Tùy ý lại xua. Y phục tùy yang tử. 样子流行不流行并不是很重要。Đối với tôi, quần áo có thịnh hành hay không thì không quan trọng. Rồi, câu thứ hai nào, Hoài Phương. Đối với một người lại nói, 漂亮, 聪明都很重要。但啊，其实更重要的是快乐啊。đối với một người con gái thì xinh đẹp, à, thông minh đều rất là quan trọng. Nhưng thật ra là quan trọng nhất, à, càng quan trọng đó chính là vui vẻ. Hậu con này là Phương Anh à. Y bay sợi, tuy y thảo xảo yu lại xua, khờ nâng hẳn yếu băng chu, ta khờ yi zai lì miên yếu dở hẳn hảo. Đàn sư tuy y thảo đà yu lại xua, y bay sợi sư mấy yếu sơ mơ băng chu ta, sư mấy yếu sơ mơ băng chu đà, ta sư yào đà sư y thảo hờ. Một cốc nước thì có thể rất là hữu ích cho một con cá nhỏ. Nó có thể bơi rất là rất giỏi. Nó có thể bơi rất giỏi trong đấy. Tuy nhiên đối với một con cá lớn thì một cốc nước chẳng giúp ích được gì nhiều. Thứ mà nó cần là một dòng sông. Thế à? Giống như ở lớp của cô hiện tại, lớp của cô Nancy, đây là một cái cốc nước nhỏ nhỏ, các bạn là một con cá nhỏ ở đây. Khi các bạn học hết cái khóa học này, các bạn đi du học, các bạn có thể ra sông lớn, các bạn bơi, các bạn có thể đi làm, hoặc là các bạn đăng ký ở những cái trung tâm mà chuyên dạy về kiến thức chuyên ngành, chẳng hạn biên phiên dịch. À, giờ này cô phát hiện ra một cái trung tâm rất là xịn, đó là trung tâm của cô Hà, IBG. Các bạn có thể sau này có học thì tìm vào trung tâm của cô Hà ha, IBG. Cô Hà rất nổi tiếng, cô tiến sĩ, cô làm việc nhiều năm rồi. Cô làm việc nhiều năm cho nên cô có cái kiến thức về chuyên ngành ấy, về thương mại. Còn cô Nancy thì không có kiến thức về thương mại. Để khi nào cô đi học
Để khi nào cô học tiến sĩ thì cô sẽ đi học về cái ngôn ngữ ứng dụng. Rồi sẽ cô học cái phương hướng về cái Hán ngữ thương mại. Thì mặt may lúc đó cô sẽ dạy cho các bạn được, giờ giảng được. Còn đi làm, không có kiến thức thương mại sao dạy đúng không nào? Cứ ý. Rồi. Mình thiếu chỗ nào mình bù chỗ đó, có mục tiêu. Mục tiêu học tập và làm việc. Rồi, bài tập thì các bạn về nhà làm cho cô nhé. Mình nghe bài 4 nè. Bài ít phù giàu khảo luyện sầm mơ. Mua đồ thì cần suy nghĩ tới cái gì? Của bài ít phù tập tiêu chuẩn sử sầm mơ. Tôi mua đồ, tiêu chuẩn mua đồ của tôi là gì? Wo bu neng lý chế sầm mơ. Tôi không thể hiểu cái gì. Wo đây là cái nhân vật trong bài. Bắt nghe bài nào. Mải y phụ chỉ khảo lưu giá gỡ đáng rắn bù hào. Đàn sư chỉ khảo lưu mải hào khăn đờ yế bù yí đình đuổi. Wo mải y phụ đờ biao chuẩn sư chỉ mải đuổi đờ bù mải gùi đờ. Đi yí, zì jì chuan zhe shú phụ. Đi ơr, y phụ đờ zhì liang yào hào, ở chế yô bù neng tài gùi. Đuổi wo lái sô, y phụ đờ yàng zì liu xình bù liu xình, bình bù shì hẳn zhùng yào. 很多年龄大的人喜欢在打折的时候买便宜的衣服，但对那些衣服是不是适合自己却考虑的不多。这点是我理解不了的，因为如果不适合自己，即使花钱很少也是一种浪费。买衣服只考虑价格当然不好，但是只考虑买好看的也不一定对。我买衣服的标准是只买对的不买贵的。第一，自己穿着舒服。第二，衣服的质量要好，而且又不能太贵。对我来说，衣服的样子流行不流行并不是很重要。很多年龄大的人喜欢在打折的时候买便宜的衣服。但对那些衣服是不是适合自己却考虑的不多。这点是我理解不了的。因为如果不适合自己，即使花钱很少也是一种浪费。好，找乐游哥呢，买衣服要考虑什么？Cái này là quan điểm của người nói, quan điểm trong cái bài này. Không phải là câu hỏi các bạn hả? Mãi phụ chữ khao chia cờ tan rãn phù hợp. Ta sư chữ khao lưu mãi hào khăn tơ dễ phù ý tinh tuệ. Họ, tôi mặc y phục của tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn mua đồ của bạn là gì? Tôi mặc y phục của tiêu chuẩn là chỉ mặc đúng, không mặc quý. Phụ chứ không phải phụ. Không phải. Tiếp theo, tôi không hiểu gì nữa. Họ lúc đó đọc bài cho cô ha, mỗi bạn đọc một nửa đi. Gia Hân nào, Gia Hân đọc cho cô nửa đầu, tới chỗ hình trung giàu này ha, đọc. Mãi y phụ chữ khảo ly, gia cửa tan rãn.
当然不好，嗯，当然不好，但是只可虑买好看的也不一定对。我买衣服的标准是只买对的不买贵的。第一，自己穿着舒服。第二，衣服的质量要好，而且又不能太贵。对我来说，衣服的样子流行不流行并不是很重要。嗯，好，可以。接下来phương Anh đọc đằng sau nè. Hẳn tuôn niên lính đa đợt rấn chỉ khoan dài tả chứa đợt sứ hầu mãi phía nhị đợt y phủ. Đàn tuy nà xe y phủ sư bú sư sư hớ sư dị chơi khảo lụ đợt bú chua khảo lụ đợt bú tua. À, chưa tiện sư của lý chế bù lẻo đợt. Yên vui rú gỗ bù sư hớ tư dị chí sử hoa chén hẳn sảo yế sư yí chung lãng phê. Yí chung lãng phê. Yí chung lãng phê. Yí chung lãng phê. Ok. Mày y phụ, mua đồ, chưa khảo lý giá cớ, tăng hẳn sẽ khảo. Vì chỉ có chi xem xét về giá cả thì đương nhiên sẽ không tốt. Tăng chứ khảo lý mãi họ khăn đó, dễ phụ ý định. Tuy, nhưng mà chỉ có xem xét mua cái đồ đẹp thì chắc là đã đúng. Chắc là đã được. Mua mãi y phụ tập béo chuẩn sửa chứ mãi tuy tập bù mãi quê tập. Tiếng chủ mua đồ của tôi là mua đúng đồ, không có mua đồ đắt. Chỉ tự chỉ chọn cho sư phụ. Đầu tiên đó là mình mặc phải thoải mái. Thứ hai, y phục của chất lượng yêu hợp. Chất lượng đồ phải tốt, ở chỉ mặt khác, dù bộ năng thay quỷ. Không được quá là đắt. Điều là lại xua, đối với tôi mà nói, y phục của dân sự lưu xính bộ lưu xính bình bộ sự hình trùng yêu. Cái mẫu, kiểu mẫu đồ nó có theo trend hay không thì không có quan trọng lắm. Hẳn tuổi niên lính tạo đợi rằng chỉ hoàn giải tả trở từ sự hồ mãi phiền y tử y phụ. Có rất là nhiều người tuổi cao thích mua đồ giá rẻ khi mà nó giảm giá. Tàn tuy nạn sĩ y phụ sư bù sư hữu sư chỉ đợi chưa khảo lưu tập bù thuốc. Nhưng mà đối với những cái đồ đó thì có hợp phù hợp với bản thân mình hay không thì họ khảo lưu bù tua, họ không có được xem xét cho kỹ lắm. Trở điểm của sư bù lý giả đợi. Cái điểm chứ của lý giải bất lẻo đó. Cái điểm này là tôi không có hiểu. Không hiểu được. Lý giải bất lẻo. Cái này lẻo, đây đọc lẻo, và bộ được khả năng. Yên vậy, rú của bù sư hờ tư dị. Nếu mà không có phù hợp với bản thân, chỉ sử cho dù. Hoa chén hẳn sảo, tiêu tiền rất là ít. Thế dịa sư trụng lãng phê, cũng là một loại lãng phí. Có chỉ sử thì phải có nhẹ ha. Thật đó. Rồi, tiếp theo mình qua bài số 5 ha. Nhi xì hoan hoàng sang cầu vũ mà về sở mở. Bạn thích mua đồ online không? Vì sao? Có đây bạn nào chưa có đăng bài khô đồ hệ tá nào? Ý làm rồi. Khó khăn lắm rồi, hồi xưa lắm rồi. Bảo lỗ. Nhi xì hoan chạy hoàng sang mãi câu ủ mà. Câu ủ chỉ sử mãi tuôn xì. Dạ. Ồ. Bảo bố xì hoan chạy hoàng sang câu ủ. Ờ, yên quay bảo bố phả chê tinh sản phẩm tờ chư liang sư phẩu. Sư phẩu hảo. Sư phẩu. Ờ, bố xỉnh. Bố xỉnh chinh chư 体验更多的
现实。嗯，好，可以。然后海燕，我猜，嗯，你喜欢在网上购物吗？嗯，我也一般般，有时候喜欢在网上啊买东西啊，在网上购物，有时候不喜欢在呀、啊、网上购物，因为呀、啊，第一呀、啊，喜欢啦、啊。然后喜欢网上啊购物，比如啊买啊小东西，买小东西，价格比啊价格便宜，价格便宜，还也好，质量也好，质量也不重要。嗯，好，第二嘛，不是啊，便宜还也还不让啊啊不啊还也不让去买啊不让去呀、啊、上店呐、啊、买啊在呀、啊、在哪里呀、啊、都可以啊在哪里都可以在呀、啊、网上啊购物只要也花只要有钱和网络，嗯，就可以买东西。好，比如啊，在办公室里啊，可以买东西。嗯，那个的送上门，送上门，就是要人客，要人客啊。嗯，对。好，第二啊，不喜欢啊，网上购物啊。晚上购物啊，因为在晚上啊不能啊知道啊质量怎么样，比如啊买啊买之前啊，比如之前我在抖音买裙子，但是他们给我是啊给灌烧一个灌烧啊你裤子，我买裙子，但是他们给我裤子，嗯。还有啊，染色其实跟啊网上一样吗？跟叶一样。那毛衫啊，特别没染的，因为那毛衫嘛，好像有些买不一样颜色。嗯。好，分。Đọc tiếp hả? Đọc tiếp không hết giờ. Cô cũng muốn cho các bạn nói mà. Giờ. Câu u nói thật ra nó là mãi tôn xì đó. Sứ thị tiền là cửa hàng offline. Cái cửa hàng thực thể. Quảng tiền nó là cái shop online. Quảng cầu hoặc mua hành vi mua sắm online. Đó. Ờ, cái vấn đề thảo luận bạn thích mua sắm ở sứ thị tiền hoặc quảng tiền thì các bạn về nhà các bạn làm bài cho cô ha. Còn tiên, cái mình học từ dấu chí là đặc biệt là nó là cái khó từ ha. Các bạn trước kia thì các bạn có thể thấy một cái từ đặc biệt, nó là từ thừa bìa, nhưng mà thừa bìa nó là vừa có thể làm phó từ vừa có thể làm thứ từ. Ví dụ cho con nữ hài hình thừa bỉa, con bé này rất là đặc biệt, nó là cái thừa bỉa đó là tính từ. Thừa bỉa nó cũng là phó từ ha. Vậy thì cách dùng của dấu chỉ với thừa bỉa thì cái nào rộng hơn? Thừa bỉa ha. Dấu chỉ nó là đặc biệt là mức độ tăng thêm. Thế mà ở mệnh đề trước mình phải nói cái gì đó rồi, mình thêm dấu chỉ và mình nêu ra cái mệnh đề thứ hai. Ở mức độ tăng thêm, đặc biệt là hơn nữa, hơn hết là kiểu vậy. Thôi mình muốn nhấn mạnh thì mình muốn nhấn mạnh cái vế ở phía sau dấu chỉ ha. Học. Tập cho cô câu 1 nè. Ở nhà hông nè, cha xin. Nín lý ở, chân khở ai, chàng cơ chân sàng nín. Dấu chỉ, xưa diễn chinh.
con gái của bạn thật là dễ thương, lớn lên rất giống bạn, lớn lên thật giống bạn, đặc biệt là đôi mắt. Tiếp theo câu 2 nè, mình ý nè. Hiện tại mạng xã hội mua sắm trở nên lại càng lưu hành rồi. Xin nên yêu chí sử hoàn tại mạng xã hội mua đồ. À, bây giờ mua sắm trên mạng đã trở nên càng ngày càng nổi tiếng rồi. Lưu hành càng thịnh hành. Những người trẻ, đặc biệt là những người trẻ thích mua đồ trên mạng. Câu số 3 nè, cô mời bạn Hoài Phương. Vì là 健康, 我们应该每年都去医院做一次身体检查, 尤其是那些 40-50岁的人, 这样可以早一些发现问题, bởi vì để khỏe mạnh, chúng ta nên mỗi năm đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một lần, đặc biệt là những người 14-15 tuổi như vậy. 40 chứ sao lại 11? Đặc biệt là những người 40-50 tuổi như vậy có thể sớm phát hiện ra vấn đề. Xin. Họ, tiếp theo, yếu chí thư biến thì giống nhau đều là phó từ đến làm nổi bật hơn cái tổng thể hoặc là nổi bật nhất khi so sánh với các sự việc khác. Thì nó sẽ nằm ở vế thứ hai ha. Vấn đề đầu tiên thì nó nói bình thường, vấn đề vế thứ hai nó nhấn mạnh, yếu chí sự, thư biệt sự. Rồi, cái theo điểm khác nhau là khi làm phó từ thì sau yếu chí có thể có hoặc không có sự, thư biệt thì thường sẽ có sự. Yếu chí của lộ sư chẳng đó là cụ sự, nhưng mà thư biệt thì mình phải nói là thư biệt sự, đúng không? Chất sự hoạt động bạn đó không bất thuộc. Cái hoạt động lần này thì làm rất là tốt, yếu chí Hoàng lão sư chẳng đó là có cụ sự, đặc biệt là Vương lão sư kể cái câu chuyện kia kể của liều xa hình sinh đờ yên xiang. Thư biệt thì phải có sự, đúng không? Mà yếu chí thì không có sự. Rồi tiếp theo, điểm khác nhau là khi là phó tử, thư biệt nó còn có nghĩa là vô cùng, rất, tức là nó làm vô cùng, rất đặc biệt. Còn yếu chí thì nó là vô cùng, rất, ví dụ như là thư biệt cảm động, nó bằng với hẳn cảm động, chứ còn nó không có nói là yếu chí cảm động rằng rấn yếu chí cảm động. Ví dụ như cô nói là Phương Anh, avatar mới của Phương Anh rất đẹp. Phương Anh tờ xin thấu xiang, avatar mình có tờ thấu xiang ha, hẳn theo là nó phó tư đúng không nào, phó tư hẳn theo là mình có thể đổi thành thư biệt theo là, nhưng mà mình không thể mà mình nói là yếu chí theo là được, không có ha. Yếu chí nó nằm ở đầu với câu thứ hai, nó nêu lên một cái, làm nổi bật một cái vế thứ hai ha. Rồi điểm khác nhau là thư biểu cũng có thể làm tính từ, không giống như những cái thứ khác, không bình thường, nó nghĩa là đặc biệt đó, yếu chí nó không được dùng làm tính từ. Ví dụ như ở đây là, nếu có những yêu cầu đặc biệt, yêu cầu hoặc bất cứ không rõ ràng địa phương, xin với tôi liên hệ. Nếu như mà ngài còn có yêu cầu đặc biệt nào hoặc là một cái chỗ nào rình hứa là bất kể chỗ nào không có hiểu của chính chủ từ địa phương thì người dân hàng của chúng tôi đó là yếu chí với thư biến.
Thì thêm một cái từ sâu tao tức là nhận được, sâu tao thì nó là một cái động từ. Ham tiếc thì theo sau nó cũng sẽ là một cái động từ ham tiếc. Nên là thường thường trong tiếng Trung nó như vậy. Phê phỉnh, sâu tao phê phỉnh, phê phỉnh tức là phê bình. Sâu tao ảnh hưởng, sâu tao sang hại, sâu tao chí sư là kỳ thị. Kỳ thị. Và như nào nhỉ? Tăng ngữ. Tăng ngữ tăng ngữ của nó thì thường là những cái gì liên quan đến trừu tượng. Trừu tượng. Còn nếu như mà mình nhận một cái cục hàng, một cái gói hàng, một cái đồ vật gì đó thì mình sẽ nhận những từ sâu này. Từ sâu này. Đó, thì mình sâu, mình dùng từ sâu này. Các bạn hữu hình thì mình sẽ dùng từ sâu này, còn mô hình này các kiểu mình sẽ nhận từ sâu này, dùng từ sâu này. Trên hứa bất kỳ, bất kỳ bất kể, trên hứa sử hộ, kỳ lúc nào, trên hứa dẫn, kỳ người nào, trên hứa tì phòng, kỳ nơi nào, trên hứa vấn thị, bất kỳ cái vấn đề gì, tốt, tốt như thế nào đó. Trên hứa bất kể bất kỳ thì nó sẽ câu nó sẽ có thêm có chữ tu ha. Đó. Cho cô con này nè. Nha hăng nè. Cha xin. Cha cha. Bia. Chinh y. Chinh y dễ dàng, đừng dễ dàng. Bia chinh y sang xe rân khứa rắn. Đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Rồi, câu số 2 nào. Hải Yên. Hải Yên. Rân khứa quan si chậu tao chơi không tâu bố cua sư y chạy. Xem sư. Lưỡng mùa. Lưỡng mùa. Lưỡng mùa. Cảm nhạc. Không. Câu số 3 nè. Ý nè. Rên hở quan si chỗ tao truy hô đâu bù qua sư y thẳng xăng xí. Bất cứ cứ cái mối quan hệ nào đi đến cuối cùng họ đều là một cái việc làm quen, một trận ở đây là một Bố cua suy trắng sắc sử. Thì không biết dịch làm sao luôn. Cũng là bên biết nhau đã từng bên biết nhau. Xin kiểu vậy. Câu 4 nè. Bảo Hoang nè. Bia ra rân hở sư trọng quay trọng quay nì thính xa chào bù tơ lì dẫu. Đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản bạn. Trên hứa sửa hồ, bất kỳ lúc nào trên hứa chính khoảng xa, bất kỳ trong cái tình trạng tình huống như thế nào. Rồi, tiếp theo mình có thể chỉ động từ gửi hàng gửi đồ, chỉ tung sĩ, chỉ khoai tỷ. Câu này mình có cái từ chỉ khoai tỷ. Gửi hàng shipper. Gửi hàng shipper gọi là chị khoai tỷ. Còn nếu lấy mình dùng từ nào khoai tỷ. Khoai là nhăn, tỷ là gửi. Cái hành động gửi qua như này. Cầm gửi qua, chuyển qua như này. Nó cũng đồng từ. Khoai là nhăn. Là gửi hàng nhăn đó. Cho nên mình đoán nghĩa nào. Thì khó toàn nhìn trừu tượng. Tên này dễ này. Sẽ bảo sang câu 5.
Đây mình học từ câu u ở chí từ sâu tạo sâu tạo lần hứa chị phải làm từ loại đi ha, loại trừ đi ha, này là gì nào? Câu u trung điện, nhấn mạnh cái trung điện thì mình có từ gì? Trung điện nhấn mạnh ở cái vế thứ hai, nhấn mạnh ở mình được dấu chỉ này chi chi. Ừ, còn cái từ sâu to với lại rình hứa thì hình này là gì? Rình hứa hồi này sâu to, sâu to cái gì? Lá không phải. Hình này là sâu to, mình đọc sách thì mình có thể sâu to tri thức, mình nhận được tri thức đúng không? Rình hứa sửa hồ. Hình mấy hình này cô tự tìm cho nên cô tự giải thích theo nghĩa ý của cô thôi. Nhưng mà đặc biệt cái đó là từ đợt cô dạy tới giờ, tất cả các bạn đều chọn cái hình này là sâu to. Hình này là rình hứa, các bạn kia bất kỳ lúc nào cũng đọc sách. Sao cái đó là rình hứa cô? Hả? Rình hứa sửa khổ bất kỳ lúc nào. Tại vì cô tìm một cái từ về liên quan tới thời gian ấy. Đó, cho nên là không có cái hình nào nó hợp lý hết. Đó là lúc cô tìm hình thì nó vậy. Còn các bạn, tất cả học viên đều chọn hình này là hình sâu to. Sâu to, hình này là hình rình hứa. Ờ. Mà bây giờ năm mà mình nghe bài này xong mình đi ngủ nè. Tại hoàng sang khi mọi này sẽ tôn xị ở trên mạng có thể mua những cái đồ gì? Sẽ mà với sẽ mà sử dụng tại hoàng sang mọi tôn xị. Người ta tại sao lại thích mua đồ trên mạng hả? Hiện tại hoàng sang cầu vụ biến đề越来越流行了。Nhiên chinh rần, yếu chỉ sử dụng tại hoàng sang mọi tôn xị. Tại hoàng sang, chỉ hủ sử dụng đồ kỳ mọi đồ. Nhi kỳ sang hoàng mọi sư, mọi y phụ, mọi bao. Hãy có thể mua gia cụ, mua điện thoại. Mạng xã hội mua sắm có thể được người dân yêu thích. Nguyên nhân chủ yếu có 2. Đầu tiên, mạng xã hội có nhiều đồ, và còn so với siêu thị mua rẻ. Đây là lý do hấp dẫn người mua sắm chủ yếu. Thứ hai, người có thể mua sắm bất cứ lúc nào trên mạng mua sắm những gì mình thích. Người bán có thể mua sắm của bạn gửi đến văn phòng của bạn hoặc nhà bạn. Phi thường phương tiện. Hiện tại, mạng xã hội mua sắm trở nên ngày càng phổ biến. Người trẻ tuổi đặc biệt thích mua sắm trên mạng. Trên mạng, gần như mọi thứ cũng có thể mua được. Bạn có thể mua sách, mua y phục, mua bao, còn có thể mua gia cụ, mua điện thoại. Mua sắm trên mạng. 网上购物能够受到人们的喜爱，原因主要有两个。首先，网上的东西很多，而且比去商店买便宜，这是吸引人们购买的主要原因。其次，人们可以在任何时间上网购买自己喜欢的东西，卖家可以把你买的东西寄到你办公室或者家里，非常方便。Ờ. Trả lời cho cô nè. Tại quảng sang chi hư sở mất đồ có thể mua được. Thì có thể sang quảng mua sư, mua y phụ, mua bao. Hãy có thể mua gia vụ, mua sổ chi. Rồi mà với sở mất sử dụng tại quảng sang cổ vụ. Người ta tại sao thích lên mạng mua sắm? Vì đầu tiên, mạng xã hội có nhiều đồ, và còn so với siêu thị mua rẻ. Đây là thứ hấp dẫn. Đây là thứ hấp dẫn người dân mua sắm. Đây là chủ yếu nguyên nhân.
điểm y, y trên một ha. Ok. Thôi đọc bài này cho cô nào. Ờ, và lốn đọc một nửa ha. Từ đầu cho tới tới đây đi. À, xin chào bạn sang câu biên tờ越来越 lưu sinh lơ. Lính trên rẫn dấu chỉ sĩ hoan trai quảng sang mãi thôn xì. À, trai quảng sang chi hư sẽ mơ tàu khớ ý mãi tàu. Lý khớ ý sang quảng mãi su, mãi y phụ, mãi bao, à, mãi bao, hãy khớ ý mãi chơ chu, mãi sầu chi. Quảng sang câu... Này mình đọc chép chi. Hoa chấm chi. Ở mãi cha chỉ mãi sáu chỉ quảng sang câu nông câu số tao rắn mân ta xì ai doãn nhiên chủ yếu dẫu liền cơ sao liền cơ sao mới thì liền cơ doãn nhiên bảo xin đọc cho cô nè. Sầu xiên quảng sang ta tông xì hẳn tô ẩn chế bị chú sang tiên mãi phiền y. 这是吸引人们购买的主要原因。其次，人们可以在任何时间上网购买自己喜欢的东西。卖家可以把你买的东西寄到你办公室，目的家里，非常方便。 卖家, đọc lại cho cô nào, Mai cha là bên bán, hả? Đi lên nhà bán. Cha lý, giờ này em phải đọc cha lý. Như này đọc cha lý. Cha lý. Cha lý. À, khi nó làm phương hướng thì cái từ này mình sẽ nó biến thành. Biến thành thanh nhẹ. Nhưng mà thanh nhẹ mình phải đọc là lý. Cha lý. Học bài của mình hôm nay đến đây hả? Lớp mình về nhằm chuẩn bị ba đoạn đầu của bài số 6. Sao mình học ha? Bài tập về nhà đọc sách, bài tập trong sách giáo khoa thì các bạn tự chủ động các bạn làm cô ha. Và thêm những cái phần khẩu thuật huế tả. Khẩu thuật huế tả trong cái slide cô gửi cho các bạn. À, gửi cho các bạn cái bài số 6 và các bạn mở ra các bạn coi những cái bong bóng này nè, cái bong bóng câu hỏi như thế này hả, mình bây giờ mình lên mình thảo luận ha. Học thế mình nghỉ ha. Em chào cô.